Xin chào các bạn nha. Vừa rồi thì có bạn là yêu cầu mình là báo giá lại dòng xe Honda WRX này. Thì hôm nay sẵn cửa hàng Ba Duyên đang chuẩn bị bán cho một vị khách đến đây để mua chiếc WRX phiên bản bánh mâm thắng đĩa. Đây là mẫu 2023 trở về trước ha. Bây giờ mình sẽ báo giá từ dòng luôn cho các bạn. Với phiên bản bánh căm thắng đùm mẫu này nha, thì giá sẽ là 22.9. Bánh mâm mà thắng đĩa, bánh căm thắng đĩa là 23.9. Còn cái màu này, bánh mâm là 25.500.000. Giá xe này mình cam kết chính xác, đúng thời điểm và luôn luôn có sẵn VAT. Còn với những phiên bản màu mới thì mình sẽ cộng thêm 1 triệu. Ý mình là phiên bản 2024 đó các bạn. Bạn chú ý nha. Thực ra thì có rất nhiều bạn vẫn yêu mến cái mẫu này hơn là mẫu 24. Thì tùy các bạn thôi, mỗi người một sở thích ha. Mình nhắc lại, mẫu 24 á, thì tuần phiên bản mình sẽ cộng thêm 1 triệu. Ok ha. Thì đây là phiên bản màu xám. Ở phía sau cửa hàng á, bên mình vẫn còn nhiều màu lắm. Và hơn nữa là còn một cái hét Honda Huỳnh Mạch Tùng nữa. Hét á, là ở địa chỉ số 9, đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Còn cửa hàng Mai Duyên mình á, là cửa hàng tổng hợp. Đây, số 67, đường Trương Đương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Hai cửa hàng này là một nha các bạn, một chủ một thôi. Thì các bạn mua xe ở đây, mình sẽ được bảo hành là 3 năm nha. Hoặc là 30.000 cây số, tùy điều kiện nào đến trước. Các bạn chú ý nha. 1 lít xăng, đây, 1,7 lít cho 100 cây số nha các bạn. Nhưng mà thực tế xe này mình đang sở hữu một cặp ở nhà. 1 lít xăng nó đi được là hơn 60 cây số là chuyện nhỏ. Đi đường trường thậm chí hơn 70 cây số nếu đi đường trường với chiếc xe này ha. Đây là phiên bản màu xám, tem đỏ nè. Bánh mâm thắng đĩa nha. Đây rồi. Còn đây là quà tặng bên mình, gồm có hai nón nè, áo thun, áo chùm xe và hai móc khóa. Nổ máy luôn ha. Đó. Xe phun xăng điện tử FI nha các bạn. Hiện tại thì xe đã được gắn công tắc đèn, cho nên là nó mới tắt nè. Công tắc này nhiêu Tuấn? 70.000. Đó, pha. Đây. Thấy không? Tất cả đó các bạn. Nó sẽ có 3 nấc. Các bạn xem nè. Gắn như zin thôi, 3 nấc nè ha. Nấc đầu là cót, nấc tiếp theo là pha. Cót, tắt. Vậy ha, nè. Pha đây nè các bạn. Xi nhan nè. Còi đó các bạn, xi nhan đây ha. Các bạn xem nè. Báo số trên này. Rồi. Mời các bạn xem lại ha. Đèn đang pha đó các bạn. 70.000 nha các bạn công tắc này. Gắn như zin thôi. Đó. Ok ha. Các bạn nghe tiếng bộ tiếng máy luôn ha. Rồi, ok ha. Xe sở hữu cái bình xăng là 4,2 lít cùng với cái cốp để vừa một nón bảo hiểm nửa đầu nha các bạn. Rồi, mình sẽ tắt máy nha. Đây là cái ba ga inox 10 ly, 250.000. Cái ba ga này là bao xài vĩnh viễn, nó không xét bởi vì nó là inox các bạn, mà 10 ly luôn nè. Rất là cứng và chắc. Mình khuyên các bạn khi mua xe là mình gắn ba ga ở đây luôn đi, vì bên mình sẽ có ốc sẵn hết rồi. Nhân viên bắt sẵn cho mình luôn, nó tiện lắm. Hai chìa khóa nè, ổ khóa nè. Bây giờ mình sẽ mời các bạn tiếp tục di chuyển vào trong kho ha, mình xem những màu còn lại. Nếu các bạn muốn xem nhiều hơn nữa thì mời các bạn qua hẳn luôn bên Head Honda đó các bạn. Head Honda Huỳnh Mạch Tùng. Hôm nay đang là ngày 20 tháng 2 năm 2024, mình cứ qua bên Head Honda Huỳnh Mạch Tùng để mình xem xe nhiều hơn. Và mình sẽ bảo hành bảo trì bên đó luôn nha các bạn, bên Head Honda. Còn ở đây á, cơ bản nó là cửa hàng tổng hợp. Bên mình ở đây là chuyên về dòng xe nhập. Xe nhập dường như là mẫu nào cũng có. Rồi. Đây. Mình mới vừa dời xe ra để bán cho khách đó các bạn. Còn xe Honda mình trưng bày ở đây một mớ thôi. Các bạn xem nè, đây là phiên bản màu trắng. Rồi màu đen đỏ nè, đen trắng đen đỏ ha, màu xám,
rồi đen xanh và đen vàng đồng. Mình nhắc lại, nếu các bạn muốn mua xe mà muốn được xem xe nhiều hơn á, thì mời các bạn qua hẳn bên Head luôn. Thì Head cũng gần đây thôi, cách vài trăm mét. Đây là phiên bản màu trắng đen đó các bạn. Giá bằng nhau hết là 25 triệu 500 ngàn nha. Còn bản 24 thì mình cứ việc cộng thêm 1 triệu thôi. Bên mình sẽ có ship xe toàn quốc luôn các bạn, với phí ship là miễn phí hoàn toàn. Nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A từ Sóc Trăng đi tới thành phố Hồ Chí Minh và Sóc Trăng về tới Cà Mau là miễn phí nha. Còn nếu phải ship ra tới Hà Nội thì phí ship cũng chỉ có 500 ngàn thôi các bạn. Chỉ có 500 ngàn thôi. Mời các bạn xem nè. Màu đỏ. Thực ra là cái mẫu này vẫn rất là đẹp. Vẫn rất là đẹp. Thậm chí mình còn thích nó hơn cái mẫu 2024 nữa. Mẫu 24 không phải xấu, nhưng mà có lẽ là do mình đã quen với cái mẫu này rồi. Và nó thân thiện với mình quá, mình đã sử dụng tới một cặp luôn đó các bạn. Màu đỏ đen. Giống vậy nè. Nhưng mà cái mẫu của mình á, là nó phía trước nó còn cái tem này. Và chú ý nha, đây là cái tem này nè. Đó, còn mẫu này là mẫu mới nữa. Hiện tại đây là hai mẫu rồi nè. À, mẫu này kiểu như 22, mẫu này 23 đi. Rồi mẫu 24 thì Honda đã thay đổi thiết kế gần như là hoàn toàn phía trước. Mặt nạ này nè. Ha, mẫu 24 đó. Rồi, mình trở ra phía trước cửa hàng nha. Chắc khách về rồi đó các bạn. À còn, xe vẫn còn phía trước. Thì nếu các bạn mà có muốn mua mà theo hình thức là trả góp nè, hoặc là ship xe thì mình cứ gọi cho nhân viên. Mình sẽ cho các bạn là 3 số điện thoại di động lên màn hình để các bạn tư vấn ha. Ví dụ như là muốn ship xe thì cứ tư vấn trước, cọc 2 triệu thôi là bên mình ship rồi, ship toàn quốc như mình nói lúc nãy. Còn mua trả góp thì mình sẽ lên hồ sơ online trước. Nếu các bạn ở xa không có thời gian mình xuống đây trước á, cứ lên hồ sơ online. Sau khi đậu rồi mình sẽ làm một chuyến xuống cửa hàng để ký tên và nhận xe. Đây là bộ hồ sơ bên mình đã chuẩn bị sẵn. Thì khách mua về mình chỉ việc làm biển số nữa thôi, để mình lục tìm kiếm cái phần biển số mình cho các bạn xem luôn ha. Các bạn chờ mình xíu nha. Đây nè, các bạn xem nè. Thì ở huyện á, nó tầm khoảng là 1 triệu mốt. Ở thị xã tầm khoảng là 2 triệu 2. Và với tỉnh á, xin lỗi các bạn nha, ở huyện tầm khoảng 1 triệu mốt. Ở thị xã là khoảng 1 triệu rưỡi. Với tỉnh là 2 triệu 2 ha. Các bạn chú ý nha. Thì giá xe mình báo với các bạn là không bao giờ mình bao gồm phí lăn bánh là như vậy. Bởi vì ở huyện và ở với tỉnh nó khác xa nhau lắm. Này bạn Phúc đang tư vấn cho khách, hướng dẫn khách cách làm biển số đó các bạn. Ví dụ như các bạn không có thời gian thì mình cứ nhờ cửa hàng bên mình làm vẫn được. Bên mình sẽ đi đóng trước bạ, lóng thuế, làm dịch vụ công sẵn hết. Rồi khi mà bấm biển á, thì các bạn mang xe ra giao thông để mình cho giao thông xét xe. Sau khi xét xe rồi mình tự ta bấm biển số. Nói lại như vậy ha. Mình nhắc lại, nếu mà phí ở huyện á thì nó tầm khoảng có 1 triệu, từ 1 triệu tới 1 triệu mốt thôi. Gia đình là ở Hòa Tú nha các bạn, Hòa Tú 1. Có nhiều bạn nhầm lẫn vấn đề xã nè. Thì xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên là tính giấy huyện nha các bạn. Còn thị xã kìa, thị xã nó khác. Thị xã ví dụ như là thị xã Vĩnh Châu, thị xã Nga Năm, thì đó mới là tính giấy thị xã. Thì nó sẽ là khoảng chừng 1 triệu rưỡi. Các bạn chú ý nha. Còn xã là xã của huyện, huyện Mỹ Xuyên mình đó. Xã Hòa Tú như là gia đình nè, xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên á, là tính giấy huyện là khoảng chừng 1 triệu tới 1 triệu mốt. Đó. Thì bên mình sẽ tư vấn cho khách. Tại vì mình phải đi đóng trước bạ ở bên ngân hàng á. Mình ra chi cục thuế, mình lấy một cái like. Rồi sau đó mới ra ngân hàng đóng trước bạ. Rồi lại có một cái like nữa. Mình cầm nguyên bộ đó, đưa lên giao thông, đăng ký dịch vụ công. Rồi sau đó đóng biển số. Ha. Rồi, bây giờ mình sẽ khép lại cái video này ở đây. Hy vọng là qua những video của mình, các bạn đừng bao giờ hỏi là anh Khải ơi, giá xe này anh bao lăn bánh chưa nha. Lăn bánh ở huyện với ở tỉnh, thị xã thôi là nó khác nhau khá nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Thay mặt cửa hàng cảm ơn gia đình đã xuống đây để ủng hộ ha. Xin chào các bạn.